Con Bakugan là tại sao á là tôi không đề cập tới nhiều nó với siêu mới. Tại vì con Bakugan á là nó mạnh khi là nó đi trong đội hình đâm tụ lực và nó quýnh với đội hình có khiên là cao bơm thì nó mới mạnh được. Khi mà mấy anh em chơi Silver mới á, mấy anh em ngồi nói với tôi là con Bakugan nó mạnh, đúng, quan điểm của mấy anh em đúng, tôi không cãi nha. Tại vì Silver mới là mấy anh em chỉ chơi những con tướng SR thôi, hoặc là những con tướng là SSR thông thường, cho nên con Bakugan bản chất của nó là SR cộng và skill của nó có giảm đam. Đây, skill của nó là khi mà quýnh á thì nó sẽ là giảm có 40% xác suất tối tần hiệu lực, là đam của nó là đam tụ lực, và ngồi gai của nó là đánh trúng giảm 40% tấn công, là con Bakugan nó sẽ rất là mạnh. Nhưng mà để nâng được con Bakugan á, mấy anh em phải là mạnh, chỉ mạnh trong cái tháng mà khi mới lấy con Bakugan thôi, đúng không? Nhưng mà việc mà con Bakugan nó mạnh, mấy anh em chơi game là mấy anh em đi đường dài, hay là mấy anh em đi đường dài, hay là mấy anh em đi tức thời, đúng, nếu mà mấy anh em chơi tức thời thì mấy anh em nâng con Bakugan lên để chơi. Còn mà cái việc mà mấy anh em đi đường dài lấy những con mà trong meta nó sẽ mạnh hơn, ví dụ như tại sao mấy anh em không để đá quái nhân lấy cô kích sư? So với cô kích sư thì con Bakugan thì con nào sẽ ngon hơn? Đương nhiên là Bakugan nó sẽ ngon hơn rồi, nhưng đúng là con Bakugan nó cho free được, nhưng mà một phần nữa là con Bakugan chơi mấy anh em là chừng nào mà mấy ông top, mấy ông gọi là mấy ông quay đồ với gọi là thừa thải đi, mấy ông chơi trải nghiệm thì nạp tiền vô lấy là chuyện bình thường, tôi không nói mấy anh top. Còn đối với mấy anh em chơi bình thường cày chay hoặc là mấy anh em cày nhảy server thì cái việc mấy anh em lấy con Bakugan về nó chả có nghĩa lý gì cho cuộc đời đó. Đồng ý lấy con Bakugan về, mấy anh em đi BK rất mạnh, ok, ngon lành cành đào, quýnh phế chết là một chết, tại chất tướng của nó là chất tướng ít rồi cộng. Mấy anh em hiểu không? Chất tướng của nó là chất tướng ít rồi cộng. Rồi mấy anh em thử nghĩ đi, thì khi mà đi trong co á, là nó mạnh khi nào? Đam tụ lực thì nó quýnh, mà BK trong khiên thì nó mới mạnh thôi, hoặc là có những con bút tụ lực thì nó mới mạnh. Đấy, thay vì bốn đá đó mấy anh em có thể đổi được nhiều con mạnh hơn, nâng cấp nhiều con, ví dụ như Sikin nè, Gokitsu nè, hoặc là những con quái nhân tương lai xương rồng sau này nó sẽ mạnh hơn, đặc biệt là mấy anh em chơi server mới. Tại server mới là mấy anh em sẽ có những con SR cộng, nó sẽ cần xài hơn. Chứ nếu mà để ra đúng con Bakugan thực sự nó là một con tướng áp đảo tất cả con LSR còn lại trong meta, trừ con Sonic nha. Con Bakugan này không thể nào quýnh lại con Sonic được, tôi khẳng định vậy luôn. Trừ khi nào mấy ông lên được con Bakugan V2 thôi, chứ cỡ mày gặp này mà server mới tôi thiệt với mấy ông á, một mình con Sonic nó đủ quýnh rồi, mà tôi không hiểu tại sao mấy anh em không nâng con Sonic. Con Sonic là một con cực kỳ mạnh, ủa chứ mấy anh em nghĩ là con Sonic nó free là nên yếu hả? Cái này tôi hỏi thiệt nha. Con Sonic nè, con Bi vàng nè, con Gatling nè, con một số con nữa, mấy anh em nghĩ nó yếu à? Là sao? Tôi không hiểu nha, tại sao server mới mấy anh em tại sao không chơi những con cơ bản thôi, những con cơ bản nó mạnh vãi ra mà mới không chịu chơi. Con Bi vàng nè, con Amai nè, con Sonic nè, con xe đạp nè, là những con cơ bản, hoặc là con Kabuto V1 nó cũng mạnh. Mấy anh em chơi những con đó nó ngon mà. Còn bây giờ ví tím mấy anh em còn roll ra, nếu mà mấy anh em nào hơn roll ra được LSR rồi thì ngon, chứ tự nhiên mà đâm đầu vô nâng con Bakugan làm gì, thọt bốn mảnh. Trong cái đó bốn mảnh đó là mấy anh em biết bao nhiêu tiền không? Mấy anh em tính bốn mảnh đó đi, bây giờ mấy anh em tính một mảnh trung bình 60 vé đen đi, mấy anh em nhân lên cho bốn mảnh đi là bao nhiêu vé đen, hoặc là mấy anh em giờ mấy anh em mua chi viện anh hùng là hết bao nhiêu tiền mà mấy anh em đi nâng nâng con Bakugan, đúng là thì nó one hit. Bây giờ nếu mà em kêu one hit con Sonic nó cũng one hit vậy, đúng không? Bây giờ nếu mà em dùng đồ cho con Sonic chứ em dùng đồ con Bakugan cho hai con thì con Sonic luôn luôn có đi trước con Bakugan, đúng không? Bây giờ em đi đồ hình đi, bây giờ em đi đồ hình đi, một bên là Sonic chứ lại một bên Bakugan, thì phải để lên hàng con Bakugan em phải để lên hàng đầu, đúng không? Chứ bây giờ em để hàng dưới con Sonic nó chặt một phát chết luôn con Bakugan, đúng không? Nhưng đã vậy con Sonic nó còn boost up cho bản thân nó và boost cho team nữa, và ngồi ra nó đâm đơn rất là to, đâm kể cả đi PvE và PvP. Còn mà riêng con Bakugan này lệ thuộc vào khiên và cơ chế nó co, khi đi BK con Bakugan này lệ thuộc vào nhiều thứ, nó không có ngon. Đúng, mà nếu mà mấy em chơi server mới thì nó khỏe, thì công nhận là nó chắc tướng ít rồi cộng, với chắc tướng của nó là chắc tướng ít rồi cộng, cho nên là nó sẽ khỏe hơn tất cả con còn lại nhiều. Còn mà vì cái mấy em là có thích nâng hay Bakugan hay không là việc mà đó, là mấy em là trải nghiệm chơi thích thì nâng. Cái riêng bản thân tôi là tôi chơi con này ở server Nhật rồi, và con này nó mạnh mạnh khi mà khỏe, nó khỏe khi mà nó chơi trong meta cơ bơm thôi, nó không thể nào mà nó chơi khỏe trong meta mà chơi thường được. Mấy anh em chơi hiện giờ mấy anh em server mới á, mà mấy anh em nâng con Bakugan là đúng nghĩa mấy anh em nâng lên chỉ để đi ăn hiếp người ta thôi, thiệt, và mấy anh em đang tốn thời gian đó, tôi nói thiệt.
cái hạt đó mấy anh em đang chơi tốn thời gian đó, thay vì người ta tích thời gian, người ta tích mảnh, người ta tích nguyên liệu. Nếu trong trường hợp mà người ta quay hơn, người ta quay 180 vé đi, mà ra trường hợp đủ ba lỗi đi, người ta nâng cấp lên con skin 2, người ta mạnh hơn rất anh em rất là nhiều. Người ta chỉ chơi trong trường hợp top, mà kể cả top người ta cũng chả chơi Bakugan nữa, người ta roll ví tím, người ta lấy những con mạnh hơn. Ví dụ như hiện giờ là có Gugitsu nè, người ta roll ví tím, người ta lấy Vaximen, Gwin hoặc là những con khác, người ta nó khỏe hơn nhiều. Chứ giờ hỏi mấy anh em kêu một hit chết luôn, bây giờ mấy anh em muốn coi Giro đố mà con Bakugan nó one hit được con Giro. Sao mà one hit được con Giro? Giro nó tới hai thanh máu. Phải chi may ra mấy anh em chơi mà chơi con nào có khiên á, hoặc là đội hình có khiên á, cho con Bakugan nó tụ lực vô thì nó đam may ra chết được thôi, chứ sao mà chết được con một phát chết được. Chết là do đi coi đồng đế, lại coi tiến sĩ Genus thì nó yếu vì chất tướng nó đó, chất tướng ít rồi cộng thì nó khỏe. Mấy anh em dùng đồ vô rồi con nào chả một hit chết, chứ giờ tôi kêu Sonic bắn phát khinh cũng chết vậy, đúng không? Bây giờ tôi kêu Sonic quýnh phát cũng chết vậy. Con Sonic hiện giờ tôi nói là con mạnh nhất Silver, Silver mới luôn, không có nào đam qua Silver mới bằng con Sonic luôn á, tôi nói thẳng như luôn á. Đấy, đó là cái về mà con Bakugan với lại về cái hồi sinh của nó hay gì chứ nữa. Thì con Bakugan này kiểu là mấy anh em chơi vô là một sự lựa chọn cho mấy anh em chơi trải nghiệm, mà chơi siêu mới nâng lên để trải nghiệm thôi. Chứ còn nếu mà để đi đường dài thì nâng con Bakugan này thực sự rất là phế. Và với lại ra nó rồi nâng lên để tấu hài vui trong silver thôi, đi mấy anh em đè người ta giai đoạn đầu thôi, giai đoạn sau người ta để mảnh, người ta lấy những con quái nhân khác thì nó sẽ ngon hơn. Đó là tôi nói về con Bakugan ha. Đó, chứ mấy anh em mới công kêu là ừ, anh nhìn phiến diện là anh nhìn silver cũ thì ừ, mọi người để mảnh con sau, còn silver mới nó sẽ như thế này như thế kia đó. Nhưng mà tôi nhìn hai silver, kể cả silver cũ hay silver mới, thì con Bakugan nó rất là lỏ. Tại vì ngay ở silver Việt Nam nó ra out thời kỳ meta cao ôm rồi, còn khi mà ra lúc mà nó ra thì chỉ để người ta lấy mảnh thôi, còn mấy anh em nào nâng sưu tầm thì nâng chơi bình thường rồi. Ok ha.